Sở Y tế Sóc Trăng thông báo các nội dung liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid-19 đến 15 giờ ngày 15 tháng 10 năm 2021 cụ thể như sau. Số ca mắc trong cộng đồng ngày 15 tháng 10 là 271 ca, bao gồm huyện Trần Đề 225 ca, huyện Châu Thành 15 ca, huyện Mỹ Xuyên 10 ca, huyện Cái Sách 8 ca, thành phố Sóc Trăng 4 ca, huyện Mỹ Tú 3 ca, huyện Long Phú 3 ca, thị xã Ngã Năm 2 ca, huyện Cù Lao Dung 1 ca. Trong đó 231 trường hợp là F1, 26 trường hợp về từ vùng dịch và tất cả đã được quản lý trước đó, 14 trường hợp phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng. Như vậy, số ca mắc cộng dồn đến thời điểm hiện tại ở Sóc Trăng là 3.164 ca, đã điều chỉnh từ một trường hợp do trùng một ca bệnh. Trong đó, huyện Trần Đề 990 ca, thị xã Vĩnh Châu 716 ca, huyện Mỹ Xuyên 474, huyện Mỹ Tú 276, thị xã Ngã Năm 149, huyện Trịnh Trị 143, huyện Cái Sách 122, huyện Châu Thành 101, huyện Long Phú 85, thành phố Sóc Trăng 56, huyện Cù Lao Dung 52. Số ca khỏi bệnh xuất hiện trong ngày 15 tháng 10 là 22. Số ca khỏi bệnh cộng dồn đến thời điểm hiện tại là 1.274 ca. Số ca tử vong do COVID-19 trong ngày 15 tháng 10 là 1 ca. Cộng dồn đến thời điểm hiện tại, số ca tử vong do COVID-19 ở tỉnh Sóc Trăng là 25 ca. Số bệnh nhân đang được cách ly điều trị tại cơ sở y tế là 1.865. Về tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19, tổng số mũi tiêm đã hoàn thành đến thời điểm hiện tại là 524.725, trong đó mũi 1 là 481.767, mũi 2 là 42.958. Lưu ý, bà con từ các tỉnh, thành phố về Sóc Trăng, hãy chủ động đến ngay các trạm y tế xã phường thị trấn để khai báo y tế và xét nghiệm nhanh. Tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K, không chủ quan lơ là, chỉ ra khỏi nhà khi thật sự cần thiết. Cài đặt ứng dụng bc covid để có mã QR, cùng tham gia giám sát cộng đồng để bảo vệ vùng xanh.